Hội báo toàn quốc năm 2024, ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự góp mặt của hầu hết các cơ quan báo chí trung ương và địa phương của 63 hội nhà báo các tỉnh, thành phố. Với chủ đề Báo chí Việt Nam, tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, hội báo là nơi để lãnh đạo các cơ quan, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo Việt Nam, các nhà báo, các chuyên gia truyền thông, trao đổi, chia sẻ về những vấn đề nghiệp vụ đang là mối quan tâm hàng đầu của các tòa soạn, từ đó cùng kiến tạo, đề xuất các giải pháp giúp các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả hơn, thích ứng tốt hơn với các xu thế công nghệ truyền thông mới. Hội báo toàn quốc 2024 được tổ chức với tinh thần đổi mới, sáng tạo, toàn diện về tầm nhìn, về thiết kế, đảm bảo thể hiện đầy đủ bản sắc các địa phương trong cả nước. Thông qua các hoạt động, truyền tải thông điệp đến công chúng về nếp sống văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp và có sự sẻ chia. Hội báo trưng bày ấn phẩm báo chí và gian hàng ô cốp tại khu vực làng giữa đường Lê Lợi, diễn đàn báo chí trong khuôn viên khách sạn Red. Trong tổng số 186 gian trưng bày, có một gian đặc biệt, 111 gian trưng bày của cơ quan báo chí, 66 gian trưng bày sản phẩm ô cốp,